Đây cũng là cái chậu tám, anh em tưới cho nó 2 ca thôi. Đây, anh em coi kim cúc của nó thì nó lên nhìn lúc này là nhìn thấy rõ rồi anh em. Xin chào anh em ha, nay cũng là gần bước sang giữa tháng 8 âm lịch rồi anh em. Nay mình cũng mời anh em xem lại cái phần nụ nút ở cái vườn sau mình. Những cái cây này là những cái cây mai rin nha anh em ha. Coi cái tình hình của nó ôm kim nụ nút như thế này rồi bắt đầu mình tưới là ngày hôm nay là tưới cái phân thuốc gì anh em ha. Đây anh em xem nụ nút của những cây mai rin nè. Nay cũng là kim cúc nó lên hột gạo hết rồi anh em ha. Đấy. Nè. Đấy, nụ nút tầm này thì nó lên cũng đạt rồi anh em ha. Để mình kiểm tra từng cây rồi mình quay cho anh em xem. Đây là cái tốp này là tốp hàng cây rin không nè anh em. Ha. Đấy. Có cây nó bự hơn một chút xíu và cũng có cây nó nụ nhỏ hơn anh em ạ, chứ không có nó không có đều 10 cây như chục được ha. Như cái cây này thì nó nhỏ hơn hạt gạo một chút xíu. Còn có những cây thì nó bự hơn hột gạo một chút xíu. Đấy, anh em nhìn coi kim nó đóng cứ sắp heo mắt lá anh em ha. Cái tốp này là tốp sau này là rin không đó nha anh em. Chứ mình không có cái lô này là cái lô hàng rin. Hàng nằm mỗi năm cứ ra chợ nè. Không có hàng phải hàng ghép, hàng này hàng Hữu Đức rin. Đây quay sơ lược lại rồi mình chia sẻ với anh em cái phần tưới, cái phần ngày hôm nay mình tưới là cái gì anh em ha. Cây rin nhưng mà ôm nụ thì cũng hết biết luôn á anh em. Ha. Để anh em nhìn nè. Đấy. Quay luôn, quay đại khái 5-7-10 cây gì đó đi cho anh em tham khảo đi. Rồi cái nụ lớn có thể là mình tưới cái gì và cái nụ nhỏ mình tưới cái gì anh em ha. Đây nhưng cái này là vừa nè anh em nè. Nụ như thế này là vừa nè chứ nó cũng không có lớn nè. Tầm này mà tương đối bằng hạt gạo là ok nè anh em. Ha. Đấy. Đấy, cứ dạch đại loại là nhánh nào cũng dạch cho anh em coi đi rồi. Rồi anh em có cái nhìn nó tổng thể hơn. Ha. Đây là những cái cây này là những cái cây Hữu Đức rin đó anh em. Hữu Đức rin ha. Để anh em nhìn nó ôm kim từ trong ra ngoài ha. Thì trước giờ mình cũng có chia sẻ với anh em cái phần mà cây nào nó đã ôm kim rồi á. Ở đây là mình tưới được 4 cử 3 số 17 anh em. 4 cử 3 số 17 và được 3 cử siêu lân kẽm USA ha. Bữa nay mình vẫn là tưới cái hàng siêu lân kẽm USA ha. Cái phần siêu lân kẽm USA thì anh em sẽ tưới cho tới đầu tháng 10 nha anh em. Ha. Siêu lân kẽm USA là anh em phải tưới tới đầu tháng 10 nha. Đây. Cây này thì nó khác với những cái cây kia. Cây này cũng là Hữu Đức rin mà nó theo cái hệ gọi là nó lai giữa mai dây với lại mai hường anh em, cho nên là cái cành nhánh nó cứ rủ như thế này nè. Anh này tết bông đẹp lắm, anh này tết là coi như là cũng toàn là 10 12 14 cánh không à. Ha. Nụ nút thì tầm này phải ôm nha anh em. Đấy anh em nhìn coi. Quá trời quá đất nè. Kính dày mù mịt luôn ha. Đấy. Thì những cái cây mà ôm kim như thế này á là những cái cây này nó được khoảng tầm 4 cử 3 số 17 rồi anh em ha. 1 kg 3 số 17
cho 300 lít nước. Thì mình đã pha tưới 4 cử như vậy là từ tháng 6 đến bây giờ rồi anh em. Thì tưới đây bắt đầu là mình những cái cây mà nó ôm nụ bằng hạt gạo như thế này á, là anh em bỏ cử thứ 5 luôn nha. Từ cử thứ 5 trở đi là anh em bỏ luôn ha. Và cái siêu lân kẽm USA thì anh em tưới cho đến tới tháng 10 anh em ha. Còn những cái trường hợp cây nào mà bây giờ mới bắt đầu ôm kim á, thì anh em vẫn cứ duy trì tưới 3 số 17 trên 300 lít nước ha. Đây anh em nhìn kim nè. Đây là những ngàn cây riêng nha anh em. Những cái top này là gọi là được 4 cử 3 số 17 rồi ha. Thì anh em có theo dõi kênh mình từ trước đến nay anh em thấy rồi ha. Mình tưới là từ cái lúc mà từ cái tháng 6 đến bây giờ anh em ha. Được 4 cử 3 số 17. Thì cứ 10 ngày mình tưới 3 số 17, rồi 10 ngày sau mình tưới cái hàng siêu lân kẽm USA. Đấy anh em nhìn kim coi, nó lên đều hết cả cây vậy đó. Ha. Đây cái siêu lân kẽm là cái này. Cái siêu lân kẽm USA này thì cái này thì khỏi phải bàn rồi. Cái này mình xài nó được mấy năm nay rồi anh em. Ha, mình xài nó mấy năm nay rồi, mình thấy cái công dụng của nó cực kỳ hiệu quả. Cái này thông thường á, là mỗi năm mình tưới tới tháng 10 nha anh em. Ha, mình pha cái liều lượng, là ví dụ như cái chai này là 1 lít đi. Chai này là cái chai 1 lít. Hầu như là cái dòng siêu lân này mình chia sẻ cũng 2-3 lần gì đó rồi. Ha, ở tầm giữa tháng 8 này thì mình cũng nhắc sơ lược lại để cho anh em nắm ha. Những cái cây mà nó ôm nụ thì mình nên tưới cái gì nó tiếp theo ha. Thì hôm nay mình sẽ pha cái hàng siêu lân kẽm USA này. Ở đây là 1 lít nè anh em. Thì anh em pha cho cái 400 lít nước ha. Không kèm heo dưỡng rễ nha anh em. Mình không kèm heo dưỡng rễ gì đâu. Bởi vì trong đây nó thành phần nó tất cả cái phosphorus này nó rất là hay nè. Cho nên là Fulvit cũng rất là hay, GA3 cũng rất là hay nè. Cho nên acid amin đồ nó đều có trong này hết. Trong này nó hay một cái nữa là cái trung vi lượng anh em ha. Cái khoáng mà cái gọi là cái chất khoáng mà trung vi lượng này thì hầu như những cái cây mai nhà vườn nào cũng phải cần hết. Có thể là dùng cái humic này, có thể là dùng cái hàng siêu lân này, hoặc là anh em có thể dùng cái hàng humic có cái chỉ số đạm hoặc là cái trung vi lượng, có thành phần trung vi lượng trong đó là anh em tưới đều tốt như nhau ha. Nhưng mà trong này nó dạng siêu lân cho nên là nó có cái hay nữa ở cái chỗ là nó làm hạ phèn anh em, làm đất tươi xốp á. Ở đây nữa nó thuộc cái dạng là giải độc hữu cơ nè, làm đất tươi xốp giải độc hữu cơ nè, tăng khả năng chống chịu và phục hồi sau khi bị ngập úng nè, hạn hán do sâu bệnh nè. Cái này nói chung là cũng rất là hay rồi. Thì anh em cứ liều lượng pha, là chẳng hạn như anh em mà có 1-2 cây á, chơi á, thì anh em không pha được một hết cái chai này á, một lần á, thì anh em có thể là lấy cái nắp này. Cái nắp này thì trung bình anh em cứ hai cái nắp này anh em pha cho cái một cái hùng B ha, một cái hùng B để mình pha mình tưới luôn. Rồi mình nói những cái cây mà ví dụ như mình chia sẻ với anh em là đang về cái cây Myrin mà nó đã ôm nụ, mình tưới là từ cái tháng 6 đến bây giờ. Và tiếp theo mình để mình tưới xong đi rồi mình chia sẻ với anh em cái phần mà những cái cây mai ghép, coi giữa cái ngày 20 tháng 7 âm lịch tới nay đã được 1-2 cử phân, nó đã ôm kim xưa, và mình sẽ tưới cho những cây mai ghép đó là những gì anh em ha. Rồi mình sẽ tưới đại khái ở đây trước đi anh em ha. Tưới trước một phần đi, rồi mình chia sẻ qua cái kia luôn cái để cho nó gói gọn mười mấy phút ở trong cái video này đi. Chứ nhiều lúc mà video mà quay nó dài quá mà anh em coi nó cũng mất thời gian anh em ha. Đây, như cái chai này thì anh em cứ mỗi lần pha tưới là anh em cứ lắc lên nha. Thì cái nắp như thế này là anh em cứ đầy hai cái nắp này cho một cái xô 20 lít anh em ha. Hùng B mình thường thường là 18 đến 20 lít đó. Đấy. Rồi anh em quậy đều lên. Nhiều lúc làm quay như thế này á, cũng phải pha trực tiếp, tưới trực tiếp cho những cái cây mà nó đang nụ nút như thế nào, anh em mới nắm bắt được. Chứ để nhiều lúc mà
mình chia sẻ với anh em cái phần nói không á, mà mình không pha thì nhiều lúc lại anh em lại 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 băn khoăn, hoặc là anh em có phải là pha nó sai cách, hoặc là cách tưới của anh em nó cũng không có đúng đó, thì cái cây mình nó cũng không có được như ý muốn anh em ha. Chẳng hạn như cái chậu này là cái chậu 8 nè anh em. Đây cái ca của mình là cái ca 2 lít nè. Chậu này chậu 8 nè ha. Thì anh em cứ tưới cho nó khoảng tầm 2 ca này anh em ha. 2 ca này trung bình khoảng tầm 4 lít. Anh em tưới cái hàng siêu lân này á thì anh em cứ tưới thoải mái, là tạt vô gốc cũng không sao nha anh em. Mình không cần thiết phải là tưới cái dòng rìa ngoài đâu ha. Cái siêu lân này thì anh em nó thoải mái cho anh em tưới, chứ không có cần phải dòng rìa ngoài đâu. Tạt thẳng vô gốc luôn à. Để qua cây này. Mình tưới cây này cái nữa rồi mình vào việc cái cây những cái cây mai ghép. Đây cũng là cái chậu chính nè anh em. Những cái cây mà chậu chính như thế này thì anh em tưới nhiều hơn một tí ha. Chậu chính thì anh em tưới khoảng tầm 4 lít rưỡi đến 5 lít nha anh em. Thì hôm nay anh em tưới như thế này á thì ngày mai anh em tưới sơ khoáng qua thôi. Rồi qua ngày hôm sau nữa thì anh em tưới nước lại bình thường ha. Đây. Đây là cái khu trước mình nè anh em. Đây là những cái hay cái anh mai ghép nè anh em. Ha. Mai ghép thì kim nó cũng gọi là tương đối anh em ha. Cái tốp này là cái tốp này là mới ghép nha anh em. Từ hôm Tết giờ ha. Từ hôm Tết giờ. Nó cũng chỉ được có một cử DAB rải vào ngày 20 tháng 7 âm lịch. Ghép này là cái tốp này là cái tốp nó đủ tàn sao nha anh em. Ha. Và một cử đầu tháng 8 là 3 số 17. Đấy. Còn đọt tược thì lúc này thì ra thì anh em vẫn cứ bấm nha. Ra tược thì anh em cứ bấm hết đi ha. Mình mấy hôm nay cũng mưa cũng lớn anh em ạ. Mưa liên tục nó cũng phải cả tuần lễ nay rồi. Anh em cứ ngắt liên tục. Thì anh em những cái cây mai như thế này thì anh em cũng tưới tắm nó như cái tớp mai rin đó đằng sau vườn mình ha. Giờ mình chia sẻ với anh em xong cái clip này là mình quay cho anh em xem xong là mình cũng phải ra mình tưới cho nó kịp buổi chiều. Tầm này cũng 3:30 rồi anh em. 3:30 rồi ha. Đấy. Rồi. Những cái cây mà mai rin thì đằng sau mình đã chia sẻ cái phần 1 cho anh em xem rồi. Anh em xem lại những cái cây mai ghép mà mình ghép từ hôm Tết tới nay ha. Đây mình được cho nó một cử DAB và mình được cho nó một cử 3 số 17. Anh em thấy nó sượng đọt lại cái là nó lên cũng rất là nhanh anh em ha. Đây cái giống này mình cũng ghép Phú Đức không nha anh em ha. Mình ghép Phú Đức không à. Còn tưới phân cái liên quan đến đến NBK là đọt nó còn đi nha anh em. Thì những cái cây mà trước đây mình chia sẻ với anh em, những cái cây mà nó đủ tàn sao như thế này á thì anh em ngày hôm nay anh em vẫn tưới cái hàng siêu lăng USA đó luôn nha. Vẫn tưới luôn. Được một cử DAB. Được một cử 3 số 17. Và hôm nay mình sẽ tưới tiếp cho nó là cử siêu lăng kẽm USA. Anh em ha. Đấy. Ở bên trong là nó dày quá đi rồi mình lãi bớt anh em ạ. Đấy, mình lãi bớt rồi nó lòi cái kim lên nè. Nó cứ chạy dọc theo cái nách lá nè. Nó dày quá mình lãi bớt anh em ạ. Cho nó trống cho bớt nhện đỏ với lại riệp sáp á anh em. Cái Hữu Đức thì nói chung cái dòng này thì nó quá dễ làm nụ rồi. Anh em chỉ cần tưới nó thường trung bình là tưới 3 đến 4 lần 3 số 17.
rồi mình kết hợp với siêu lăng kẽ MUSA, cứ 10 ngày cái hàng này, 10 ngày cái hàng kia là kim nó lên, là không phải suy nghĩ gì anh em ha. Đọt ra thì anh em vẫn cứ bấm đọt bình thường, là anh em tưới vậy là nó lên thôi. Chứ giờ mà anh em bảo mà giữa tháng 8 rồi mà anh em mới bắt đầu bón phân làm nụ là nó không có kịp nha anh em. Mình nói không phải là nó không lên, nó không kịp là như thế này nè, nó sẽ lên, anh em tưới nó cũng sẽ lên nụ nút, nó sẽ ôm nụ hết á. Nhưng mà rốt cuộc là cái nụ nút là Tết nó sẽ nở không có đạt, bông nó không có to, và thậm chí là một cái nút nó ra nó lên khoảng tầm 3 đến 5 cái bông mà anh em. Còn những cái mà anh em mà chẳng hạn như mình ở đây mình làm, chẳng hạn như nó mình tưới nó từ tháng 6 đến giờ á, thì anh em biết khi Tết mà nó đủ cái háng của nó, khi cái lúc mà lặt lá cái nút của nó no tròn á, cái nút của nó tròn á, anh em nó đầy đủ sức rồi đó, anh em dỡ ra thậm chí nó nở từ 7 đến 9 đến 12 15 nút luôn anh em ha. Có nhiều cái cây nó sung mạnh là nó nở tới 12 15 nút là có nha anh em, chứ không phải không có nha. Thì những cái cây mà đủ tàn sao hoặc là ôm kim còn nhỏ như thế này á, thì anh em vẫn cứ tưới duy trì cho nó tới hết tháng 9 này ha. Thì anh em tưới là gồm có siêu lăng kẽm USA, rồi 10 ngày sau anh em vẫn tưới 3 số 17 1 kg trên 300 lít nước anh em ha. Hôm qua có mưa mà mưa cũng nhỏ anh em, cho nên là nó cũng ráo ráo tầm này cũng tầm 30% anh em ha. Tưới vừa rồi ha. Mong là giờ mình tưới là tối nay ổng không có mưa anh em. Đây. Đó. Rồi, phần chia sẻ của mình như vậy thôi. À, nhắc lại anh em là anh em vẫn cứ tưới, cứ xịt phân thuốc bình thường nha. Xịt cái phần sâu bọ trĩ á, là anh em vẫn cứ duy trì cho cái tháng 8, tháng 9 trở về Tết là anh em cứ 15 ngàn lần đi ha. Mình không cần phải xịt như 10 ngày ở giữa tháng 5, tháng 6 đâu rồi nha anh em. Nay mình cứ xịt là 15 ngàn lần. Còn cái riêng nấm bệnh á, thì anh em vẫn cứ một tháng anh em xịt lần. Thì xịt cái nấm bệnh á, thì anh em cứ xịt là cái hàng Manco Z xanh á. Manco Z xanh á, nó ngừa được nấm bệnh rỉ sắt rồi đốm lá ở trong mùa mưa này anh em ha. Hoặc là cái Anvin, hai đó anh em cứ tháng này xịt sâu bọ trĩ kèm với lại Manco Z xanh, rồi tháng sau á anh em kèm cái hàng Anvin cộng với sâu bọ trĩ đó. Còn lại thì cứ sâu bọ trĩ anh em xịt 15 ngàn lần ha. Rồi mình chia sẻ clip như thế này thôi anh em ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục mình pha mình tưới anh em ạ. Đây mình mang đến trước mình pha cho những cái cây này rồi. Mình cũng đến đây rồi mình tưới những cây này luôn, rồi mình vòng ra sau mình lại tưới tiếp. Rồi, thôi xin chào và hẹn em những clip tiếp theo nha.